Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc bài nói chuyện về đạo Phật của Hòa thượng Giới Đức. Kính thưa quý vị, Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc. Đạo Phật ngày càng suy đồi, tha hóa, mạt pháp, nguyên nhân thì nhiều, nhưng đôi khi vì trong giới tu sĩ và cư sĩ không trang bị đủ kiến thức của giáo pháp như thực, tức là giáo pháp cội rễ mà chỉ chạy theo cành, nhánh, ngọn lắm hoa và nhiều trái. Từ đấy, khó phân biệt đâu là đạo Phật chân chánh, đâu là đạo Phật đã bị biến chất, chạy theo thị hiếu dung thường của thế gian. Đôi nơi đạo Phật còn bị trộn lẫn với tín ngưỡng duy linh và cả tín ngưỡng nhân gian nữa nhiều lắm, không kể xiết đâu. Với cái nhìn chủ quan của một tu sĩ Theravada, tôi xin mạo muội liệt kê ra đây những hiểu lầm tai hại và rất phổ biến của Phật giáo trong và ngoài nước để chư vị thức giả cùng thấy rõ như thực. 1. Tôn giáo, đạo Phật có những sinh hoạt về tôn giáo nhưng đạo Phật không phải là tôn giáo, vì đạo Phật không có một vị thượng đế tối cao hóa sinh muôn loài và có quyền ban thưởng, phạt ác. 2. Tín ngưỡng, đạo Phật có những sinh hoạt tín ngưỡng nhưng đạo Phật không phải là tín ngưỡng để mọi người đến van vái, cầu xin những ước mơ dung tục của đời thường. 3. Triết học, đạo Phật có một hệ thống tư tưởng được rút ra từ kinh, luật và Abhidhamma, được gọi là, như thực, như thị thuyết, chứ không phải là một bộ môn triết học, chia, rồi chẻ, phán, rồi, đoán, như của Tây Phương. 4. Triết luận, đạo Phật có tuệ giác để thấy rõ cái thực chứ không sử dụng lý trí phân tích, lý luận. Còn triết, còn luận là vì chưa thấy rõ cái thực. Đạo Phật là đạo như trơn, như thực. Kinh giáo của Đức Phật luôn đi từ cái thực cụ thể để hướng dẫn mọi người tu tập, nó không có triết, có luận đâu. Ngay thiền, mà còn, luận, thiền luận là đã đánh mất thiền rồi. 5. Từ thiện xã hội. Đạo Phật có những sinh hoạt từ thiện xã hội nhưng không coi từ thiện xã hội là tất cả, để hy sinh cuộc đời đầu tròn, áo vuông một cách uổng phí. Đạo Phật còn có những sinh hoạt cao cả hơn, đó là giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, tu tập thiền định và thiền tuệ nữa. Từ thiện xã hội thì ai cũng làm được, thậm chí người ta còn làm tốt hơn cả Phật giáo, ví dụ như Bill Gates. Còn giáo dục, văn hóa, nghệ thuật của Đạo Phật là nền tảng mỹ học viết hoa, nội hàm các giá trị nhân văn, nhân bản mà không một tôn giáo, một chủ nghĩa, một học thuyết nào trên thế gian có thể so sánh được. Và đây mới là sự phụng hiến cao đẹp của Đạo Phật cho thế gian. Còn nữa, nếu không có tu tập thiền định và thiền tuệ thì mọi hình thái sinh hoạt của Đạo Phật, xem ra không phải là của Đạo Phật đâu. 6. Cực lạc, cực hạnh phúc, Đạo Phật có nói đến hỷ, lạc trong các tầng thiền, có nói đến hạnh phúc siêu thế khi ly thoát tham sân. Khổ lạc đúc kha phiền não của thế gian chứ không có một nơi chốn cực lạc, cực hạnh phúc được phóng đại như thế. 7. 84.000 pháp môn, Đạo Phật có nói đến 84.000 pháp uẩn Dhammakhanda chứ không nói đến 84.000 pháp môn Dhammetvara. Uẩn Khanda, ngoài nghĩa che lấp, che mờ và nghĩa trồng lên, trồng chất, còn có nghĩa là nhóm, liên kết, tập hợp, ví như giới uẩn, nhóm giới, định uẩn, nhóm định, tuệ uẩn, nhóm tuệ. Do từ uẩn Khanda lại dịch lệch ra môn cửa Dvara, pháp môn nên ai cũng tưởng là có 84.000 pháp môn, tu theo pháp môn nào cũng được. Ai là người có thể đếm đủ 84.000 cửa pháp này? Còn nữa, xin lưu ý, 84.000 chỉ là con số tượng trưng, có nghĩa là nhiều lắm, đếm không kể xiết theo truyền thống tôn giáo và tín ngưỡng Ấn Độ cổ thời. Ví dụ 84.000 lỗ chân lông, 84.000 vi trùng trong một bát nước, 84.000 phiền não, 84.000 cách tu. 8. Xin xăm, bói quẻ, cầu sao, giải hạn, xem ngày giờ tốt xấu, những hình thức này không phải của Đạo Phật. Trong kinh tụng Pali có đoạn, Sunakhatam Sumangalam Supabatam Suthaitam, Sukhanoka Suitam Brahmakarisu. Padakainam Kayakamam Vakakamam Padakainam Padakainam Manokamam Pani Ite Padakaina. Có nghĩa là, giờ nào chúng ta thực hành thân, khẩu, ý trong sạch, giờ đó được gọi là vận mệnh tốt, là giờ tốt, là khắc tốt, là canh tốt, ngày đó gọi là có nghiệp thân phát đạt, nghiệp khẩu phát đạt, nghiệp ý phát đạt. Và nguyện vọng theo đó được gọi là nguyện vọng phát đạt. Người tạo nghiệp thân,
nghiệp khẩu, nghiệp ý phát đạt như thế rồi sẽ được những lợi ích phát đạt, chữ phát đạt có thể có thêm nghĩa nhiêu ích. 9. Định mệnh, Đạo Phật có nói đến nghiệp, đến nhân quả nghiệp báo chứ không hề nói đến định mệnh. Theo đó, gây nhân xấu ác thì gặt quả đau khổ, gây nhân lành tốt thì gặt quả an vui chứ không phải, cái tơ cái tóc cũng do trời định, như định mệnh thuyết của Khổng Nho hoặc định mệnh bốn giai cấp của Bà La Môn giáo. 10. Siêu độ, siêu thoát, không có bài kinh nào, không có uy lực của bất kỳ ông sư, ông thầy nào có thể tụng kinh siêu độ, siêu thoát cho hương linh, vong linh, chân linh cả. Thời Phật tại thế, nếu có đến nơi người mất, chư tăng chỉ đọc những bài kệ vô thường, khổ và vô ngã để thức tỉnh người sống, và hiện nay các nước Phật giáo Theravada còn duy trì. Có thể có hai trường hợp. Nếu vừa chết lâm sàng thì thần thức người chết vẫn còn. Vậy có thể đọc kinh, mở băng kinh, chuông mõ, hương trầm để thần thức người chết, hướng về điều lành để thần thức tự tạo, cận tử nghiệp tốt cho mình. Nếu thần thức đã lìa khỏi thân rồi thì họ đã tái sanh vào cõi khác rồi, ngay tức khắc. Khi ấy thì gia đình làm phước để chư tăng tụng kinh hồi hướng phước ấy cho người đã mất. Cả hai trường hợp trên đều không hề mang ý nghĩa siêu độ, siêu thoát mà chỉ có ý nghĩa gia hộ, gia niệm, gia lực mà thôi. Tu dựa vào tha lực cũng tương tự như vậy, nhưng cuối cùng cũng phải tự lực, tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình là hòn đảo của chính mình. Chư thiên chỉ có khả năng hoan hỷ phước và báo truyền thông tin ấy cho người quá vãng mà thôi. Họ không có uy lực ban phước lành cho ai cả. 11. Huyền bí, bí mật, giáo pháp của Đức Phật không có cái gì được gọi là huyền bí, bí mật cả. Đức Phật luôn tuyên bố là, Như Lai thuyết pháp với bàn tay mở ra, có nghĩa là Ngài không có pháp nào bí mật để giấu kín cả. 12. Tâm linh, ngày nay, người ta tràn lan lễ hội, tràn lan mọi loại điện thờ với những hình thức mê tín, dị đoan, sa đọa văn hóa mà ở đâu cũng rêu rao các giá trị tâm linh. Đạo Phật không hề có các kiểu tâm linh như vậy. Thuật ngữ tâm linh này được du nhập từ Trung Quốc, và rất tiếc, tôi không hề tìm ra nguồn Phật học Pali hay Sanskrit có từ nào tương thích với chữ linh này cả. 13. Niết bàn, nhiều người tưởng lầm niết bàn là ở một cõi nào đó, một nơi chốn nào đó, thậm chí là ở một thế giới ở ngoài thế gian này. Người nào tìm kiếm niết bàn kiểu ấy, thuật ngữ thiền tông có cụm từ lông rùa, sừng thỏ, như Ngài Huệ Năng đã nói rõ, Phật pháp tại thế gian. Bất lý thế gian giác, ly thế mịch bồ đề, cáp như tầm thố giác là sừng thỏ. Và giác ngộ cũng vậy, chính ở trong khổ đau, phiền não mới giác ngộ bài học được. 14. Bỏ khổ, tìm lạc, tu Phật không phải là bỏ khổ, tìm lạc. Xin lưu ý cho, khổ và lạc chính là căn bản của phiền não. 15. Tu để được cái gì? Có nhiều người nghĩ rằng, tu là để được cái gì đó. Xin thưa, được cái gì là sở đắc? Ai sở đắc? Chính là bản ngã sở đắc. Đạo Phật là vô ngã. Hãy xin đọc lại Bát Nhã Tâm Kinh. 16. Tu là sửa, nếu tu là sửa thì mình đã từ cái ta này biến thành cái ta khác. Nếu tu là không sửa thì cứ để nguyên trạng tham, sân, si như vậy hay sao? Xin thưa, sửa hay không sửa đều chật. Đạo Phật quan trọng ở cái thấy. Có cái thấy mới nói đến giác ngộ và giải thoát. Không có cái thấy này thì tu kiểu gì cũng chệch hướng hoặc rơi vào phước báu nhân thiên. 17. Vía, Đạo Phật không có vía nào cả. Vía, hồn, phách là quan niệm của nhân gian. Ví dụ, ba hồn bảy vía. Ví dụ, nam thất, nữ cửu nam bảy vía, nữ chín vía. Nếu là nam thất, nữ cửu thì nó trùng với nam bảy khiếu, nữ chín khiếu. Vía là phần hồn, không có cái hồn, cái linh hồn tự tồn tại nếu không có chỗ nương gá. Vía không độc lập được, như danh phần tâm, sắc phần thân luôn nương tựa vào nhau. Chỉ có năng lực thiền định mới tạm thời tách lìa danh ra khỏi sắc, như cõi trời vô tưởng của tứ thiền. Tuy nhiên, cõi trời vô tưởng hữu tình này không phải là không có danh tâm mà chúng ở dạng tiềm miên. Còn các cõi trời vô sắc thì sắc không phải là không có, chúng cũng ở dạng tiềm miên. Thật đáng phàn nàn, Phật và Bồ Tát đều có, vía, cả. Và cũng thật là, đau khổ, khi trong lễ an vị Phật, người ta còn hô thần nhập tượng, nữa chứ. 18. Bồ Tát là âm của chữ Bodhisattva, chúng sanh có trí tuệ. Vậy, chúng ta tạm thời bỏ quên, khái niệm Bồ Tát, quen thuộc trong kinh điển mà trở về với nghĩa gốc là chúng sanh có trí tuệ. Và như vậy,
Sẽ có hạng chúng sanh có trí tuệ với nguyện lực thanh văn, chúng sanh có trí tuệ với nguyện lực độc giác, chúng sanh có trí tuệ với nguyện lực chánh đẳng giác. Ngoài ba loại chúng sanh có trí tuệ trên không có loại chúng sanh có trí tuệ nào khác. 19. Phật, Phật là âm của chữ Buddha, nghĩa là người giác ngộ. Vậy chúng ta nên tạm thời bỏ quên, khái niệm Phật, từ lâu đã mọc rễ trong tâm thức mà trở về nghĩa gốc là bậc giác ngộ. Vậy, có người giác ngộ do nghe Pháp từ bậc chánh đẳng giác, được gọi là thanh văn giác. Có người giác ngộ do tự mình tu tập vào thời không có đức chánh đẳng giác, được gọi là độc giác. Có vị giác ngộ do trọn vẹn 33 la mật, trọn vẹn minh và hạnh nên gọi là chánh đẳng giác. Không có vị giác ngộ Phật nào ngoài ba loại giác ngộ trên. 20. Thể nhập, tu là không thể nhập vào cái gì cả. Thể nhập là bỏ cái ngã này để nhập vào cái ngã khác. Cái ngã khác ấy có thể là dòng sông, có thể là ngọn núi, có thể là một cội cây, có thể là một thần linh, thượng đế. Cái cụm từ thể nhập pháp giới rất dễ bị hiểu lầm. Khi đi, chánh niệm, tỉnh giác trọn vẹn với cái đi, khi nói, chánh niệm, tỉnh giác trọn vẹn với cái nói, khi ăn, chánh niệm, tỉnh giác trọn vẹn với cái ăn thì đấy mới đúng nghĩa, thể nhập pháp giới, ngay giây khắc ấy, mọi tham, sân, phiền não không có chỗ để phan duyên, sanh khởi. Hòa thượng Giới Đức, Ngoà Tùng Am, Huế. Tủ sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết bài nói chuyện về Đạo Phật của Hòa thượng Giới Đức. Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tủ sách Áo Lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người. Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào cuốn sách audiobook mới.